cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ bốn niệm trụ, bốn chánh đạo, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải lìa bát nhã ba la mật đa mà có thể nhiếp thọ khắp thiện pháp thù thắng và chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện hoặc đại Bồ Tát nghĩ như thế này, an trụ bát nhã ba la mật đa thì đối với quả vị giác ngộ cao tột nhất định được thọ ký. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, nếu nghĩ như thế thì bị thối thất bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu thối thất bát nhã ba la mật đa thì đối với quả vị giác ngộ cao tột chẳng được thọ ký. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải lìa bát nhã ba la mật đa mà đối với quả vị giác ngộ cao tột có thể được thọ ký. Lại nữa thiện hiện, hoặc đại Bồ Tát nghĩ như thế này, an trụ bát nhã ba la mật đa thì dẫn phát khắp bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng an trụ khắp pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng an trụ khắp chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng an trụ khắp thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng dẫn phát khắp bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng dẫn phát khắp tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ.